thì chúng ta sẽ mặc ra được những dưới là những nhóm bên như vậy nhất là những cái tiêu chuẩn này với một nhà đặc cách và một lần nữa thì nhiều những cái điều và chúc mừng cũng như là rất là vui khi mà nó lên nhiều quá Cô dẹp luôn hả? Ừ.
Ồ, oh, hóa là hóa vẽ Halloween này. Rồi tính tiền đi con, tính tiền đi ra. Đưa đưa phiếu cho chú. Rồi con nhận tiền thôi nha. Đi ra ba ra chú ạ. Cô kinh dị quá ha. Vô đậu miếng ngô không? Đợi đi. Vô lại đó đi. Mang theo trong tim dòng máu anh hùng.
sông Việt Nam. Chào mừng vào trong năm mới.